Xin chào tất cả quý vị khán giả, rất vui khi gặp quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Hôm nay sao hai vợ chồng làm gì mà tin quá trời tin vậy? Lâu phải trẻ là. Đây em mặc đồ hình em còn trẻ mà. Trẻ măng đúng không? Ủa rồi chồng em bữa nay sao chơi cái đầu ngộ như Hàn Quốc vậy, sói ca vậy? Đừng nói ra là giấu cái sự già đi anh. Giấu cái sự già. Ê gì đừng nói. Em vừa mới nói em trẻ sao mà bây giờ em giấu cái sự già. Em. Em gì? Lưng bánh chiên. Nghĩ ra lưng bánh chiên. Nhá. Quánh nó. Quánh một cái 1 triệu, quánh ba cái là 3 triệu. Quánh ba cái là 3 triệu. Đây là đáp án, chú Bi. Chưa. Anh nói chưa rồi đó. Anh ơi trừ 1 triệu đi. 1 triệu gì tội tài lanh phải không? Đúng anh ạ, trừ 1 triệu. Anh chị ơi, bên mình mở bán bao nhiêu một ô đấy ạ? Bao nhiêu kìa? 10 triệu ô. 10 triệu ô. 10 triệu ô. Nhiều không? Em bình tĩnh em. Em bình tĩnh em. Em bình tĩnh em. Em bình. Trời ơi, thật dũng quá vậy. Dạ, mua 3 chết. Triệu thôi. Trời ơi, 3 mà. Triệu là hơn có cái chiên có 1 triệu thôi hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái chiên người ta 2 triệu. Mua cái ô 3 triệu. Ok, B2 đây. B2, mở ô chữ. Đó. Thấy không? Nhìn đoán được. Sao em thấy hoang mang thì cuộc đời quá. Bên đây có muốn dùng không? Anh chị mua B4 hay B7 ạ? B4. B7 thì giá mắc hơn đấy. Ta muốn mua B4. Cảm ơn 14 ông ơi. Chúng ta hãy làm điều gì để có thể sau cuộc thi chúng ta gặp nhau và nhìn nhau mỉm cười được không? Dạ. Mua free nhá, mua free trước đi. Ủa được mua nữa. Free rồi. Free rồi chị. Free hoài. Đây đâu là free hoài. Quay sang mua free nhá. Làm như không cho bắt free hoài. Đục nước thì lại béo cò, trong như giá ngọc cò. Mò. Cò mò vào. Hàng. 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 Ủa sao con cò nó mò vào hàng? Ủa sao con cò nó mò vào hàng? Múc nước trong ra làm gì? Mục đích con cò để làm gì? Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ 3 hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.